Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng sớm thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, hôm qua tôi có làm chương trình về vấn đề FBI đột nhập vào nhà của bà thị trưởng Sơn Thao, cũng như là nhà của hai cha con ông David Dương và Andy Dương, là chủ nhân của California Waste Solutions. Thì có những người xem chương trình nhắn hỏi tôi, vậy thì anh Hùng phân tích trên phương diện pháp lý như thế nào? Vì họ cũng biết rằng là, như tôi đã nói rồi, tôi có quen chị Phương Huỳnh với anh David Dương, và tôi rất là coi trọng anh David Dương và chị Phương Huỳnh. Tôi nói đó là hôm thứ sáu giờ của California đã là sang ngày thứ bảy giờ của Việt Nam, thì bà Sơn Thao bà đã thuê luật sư, một luật sư rất nổi tiếng ở khu vực đó, đó là tổ hợp luật sư Tony Brass. Tổ hợp luật sư Tony Brass là tổ hợp chuyên tranh cãi về vấn đề hình sự. Thì ông Tony Brass, ông có trả lời với các cơ quan truyền thông báo chí như sau, đó là thông thường thì những quan chức như thế, như bà Sơn Thao là một thị trưởng, thì cơ quan FBI cần gì ở nhà của bà Sơn Thao thì cứ việc báo cho bà Sơn Thao, bà sẽ cung cấp. Nếu mà thiếu thì họ cứ xin trắc tòa. Vì bà Sơn Thao là một thị trưởng, phải tôn trọng một thị trưởng. Nhưng đây không, họ cứ lấy trắc tòa rồi họ lục lọi. Chúng ta nhớ đó, khi mà cựu Tổng thống Donald Trump có mang hồ sơ, họ nói là hồ sơ mật về tư dinh của ông ở tại Mar-a-Lago, thì Bộ Tư pháp của Mỹ muốn nói là muốn xem những cái gì ở nơi đó, thì họ yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump phải đưa hồ sơ này, hồ sơ nọ. Thì cựu Tổng thống Donald Trump nói không có những hồ sơ đó. Thì bên phía Bộ Tư pháp mới xin trắc tòa để mà vô lục lọi. Ít nhất cũng là như vậy cái đó. Còn đây á, thì theo lời luật sư Tony Brass, bà thị trưởng Sơn Thao không có nhận bất cứ một yêu cầu nào của bên phía FBI, cho thấy đây là một chuyện bất thường. Đó là nhận định của ông Tony Brass, luật sư chuyên về hình sự, nhận cái case này của bà Sơn Thao. Tôi cũng là luật sư chuyên về hình sự ở bên Mỹ hơn 20 năm trời. Thì tôi xin trả lời những gì mà luật sư Tony Brass nhận định là chính xác 100%. Cho thấy đây là một chuyện bất thường. Trong clip ngày hôm qua tôi có nói đó là bà Sơn Thao xuất thân là nghèo hèn, là người con thứ bảy trong gia đình một 10 người con, lớn lên ở tại Stockton, bà 17 tuổi ra ngoài, rồi trở thành mẹ đơn thân, đã từng là homeless nữa. Nên đối với nhiều người Mỹ, họ cho rằng bà không có cái chỗ dựa cứng cáp, bà không có phải là một gì đó họ tôn trọng. Nên chúng ta thấy là họ lôi California Waste Solutions vào là tại vì California Waste Solutions là một trong những mạnh thường quân mạnh nhất yểm trợ cho bà Sơn Thao từ khi mà bà còn là nghị viên khu vực 4 của Oakland, rồi tranh cử làm thị trưởng. Thì bên phía của California Waste Solutions đã đóng góp quỹ tranh cử cho bà. Nếu mà họ muốn xem thử là California Waste Solutions đóng góp bao nhiêu, thì bà Sơn Thao khi còn là nghị viên bắt buộc phải điền vào quỹ tranh cử của mình, báo cáo lên trên tiểu bang về vấn đề luân lý, là phải báo cáo mình nhận bao nhiêu từ bao nhiêu người.
nhận bao nhiêu tiền thời gian nào. Rồi quỹ tranh cử ghế thị trưởng của bà cũng phải làm y như vậy. Và trong hồ sơ báo cáo đó thì ủy ban về đạo đức của tiểu bang đã có đầy đủ hết rồi. Đã có đầy đủ hết rồi. Bây giờ cái câu hỏi là lôi cha con ông David Dương vào nơi đây thì để làm gì? Để như tôi nói, một hình thức nào đó dằn mặt những người châu Á, nhất là chuyến đi của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam, thì bên phía của nước Mỹ đã từng tuyên bố đó là sẽ có những hành động để dằn mặt Việt Nam. Thì ông David Dương, nổi tiếng có công ty rác ở Việt Nam này đó, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết nhiều vấn đề rác của thành phố Hồ Chí Minh. Và là một doanh nhân rất là rộng rãi, nên họ muốn là phải dằn mặt Việt Nam. Vì California Waste Solutions và Waste Solutions ở tại thành phố Hồ Chí Minh là cùng một người sáng lập là ông David Dương. Nên họ lôi vào cái vụ này. Nếu mà bình thường thôi, như luật sư Tony Brass nói, bình thường, thì họ cứ yêu cầu, vì đây không phải là trộm cắp, đây không phải là cái gì đó, những tội ác về vấn đề cướp có súng ống hoặc là có súng ống một cách rất là kinh khủng. Đây chỉ là vấn đề giấy tờ. Nếu họ có cho rằng đây là một vấn đề rửa tiền, thì rửa tiền như thế nào? Thị trưởng có rửa tiền không? Và bảo rằng là rửa tiền qua bên công ty California Waste Solutions à? Họ cần có thêm bằng chứng, nhưng đây họ đang chỉ trong thời gian là fishing thôi, đang điều tra, lấy thêm các dữ kiện. Mà lấy thêm các dữ kiện như lời của luật sư Tony Brass, ít nhất phải tôn trọng cái ghế thị trưởng, thì yêu cầu thị trưởng giao cho các hồ sơ. Chỉ trừ khi nào mà thị trưởng không giao hồ sơ, thì mới xin trách tòa. Như vậy, theo lời luật sư Tony Brass, rõ ràng âm mưu cái nhóm mà họ nói là cái nhóm mà oust, tức là cái nhóm vận động thành lập để mà bãi nhiệm bà thị trưởng Sơn Thao, thì lại được đứng đầu bởi những ứng cử viên đối lập trước đây đã thất cử vào cuối năm 2022. Nên bây giờ đó, tìm cách hạ bệ bà Sơn Thao bằng con đường pháp lý. Bằng con đường pháp lý cứ đổ lỗi lên trên bà, trong khi đó thị trưởng tiền nhiệm đã làm những cái chuyện như tôi nói là dung dưỡng những người nhập cư bất hợp pháp. Nên nó mới có cảnh theo các số liệu là tăng từ năm 2019 rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Tăng về vấn đề tội phạm, về vấn đề các tội ác đó. Thì bà Sơn Thao chỉ là người dính chấu cái gọi là cái ổ nhền nhện dơ giấy đó của vị thị trưởng tiền nhiệm. Bây giờ những người mà muốn ghế thị trưởng đó, họ thấy rằng bà Sơn Thao xuất thân là một người mở ngoặc đóng ngoặc, là người tị nạn, con của một người tị nạn, người Hờ Mông, có thể đó là người Việt nha. Nhưng như tôi nói là gia đình bà nói là bà xuất thân từ Lào. Thì họ thấy rằng một cái đám như vậy mà làm được cơm cháo, thì họ bất mãn, họ bực tức, nên họ mới chơi cái chiêu này. Là đối với tôi, như lời của luật sư Tony Brass, là chiêu dơ bẩn, dùng pháp lý để hạ bệ đối thủ, y như là họ đã dùng pháp lý để tìm cách triệt hạ cựu tổng thống Donald Trump. Nên tôi nói, người bạn của tôi chị Phương Huỳnh nói, đây là chiêu trò dùng pháp lý để hạ đối thủ là chính xác. Nhận định đó của chị Phương Huỳnh là chính xác. Nghĩa là đối thủ của bà Sơn Thao tìm bằng mọi cách hạ bệ bà, vì họ thất bại vào năm 2022, cuối năm. Và để làm chuyện đó, thì họ mới kéo một người. Đó là công ty California Waste Solutions.
cha con ông David Dương chỉ là những người bị lôi vào trong cuộc bởi cái cuộc đấu đá chính trị giữa những ứng cử viên chính trị đã thắng và đã thua. Nên trên phương diện pháp lý, luật sư Tony Press đang nhận case này và đã trả lời như vậy thì tôi thấy rằng chính xác. Nên hỏi tôi thì tôi nói tôi đồng ý với quan điểm của luật sư Tony Press. Tôi cầu mong cho cha con ông David Dương, công ty California West Solutions vượt qua sự khó khăn này. Còn trong giai đoạn mà điều tra đó thì FBI có quyền điều tra. Và tôi thì xin nói đó là tôn trọng quyết định của tòa án. Nhưng như cái vụ của cựu tổng thống Donald Trump cũng có nhiều chuyện. Ai mà hành nghề luật sư ở bên Mỹ thấy rồi, có nhiều chuyện dơ bẩn lắm. Khi mà bị bắt á, thì huyện bên huyện, phủ bên phủ, công tố viên không bao giờ mà nói rằng là bị bắt oan, phải tìm bằng mọi cách. Không khui được chỗ này thì phải khui được chỗ kia để cho cái người đó bị cáo phải có tội. Y như trong trường hợp hồi xưa đó, công tố viên độc lập Robert Mueller khi mà bắt những người như là ông Michael Cohen nói là về vấn đề mà gian lận bầu cử, nhưng cuối cùng thì sao? Là những cái tội khác như là trốn thuế này, như là cái tội gọi là khai man với FBI nè. Toàn là ba cái tội gì là khác đâu, chứ không phải là cái tội chính yếu ngay từ lúc đầu mà bắt người ta. Nên bây giờ đã nói rằng là bà sân thao như thế nào thì họ cho rằng là có sự liên đới với công ty California West Solution, với nghi ngờ nha, nghi ngờ là rửa tiền. Thì thưa quý khán giả, đó là từ lúc đầu thôi. Nhưng sau thì sao? Chúng ta phải đợi xem thử chuyện này nó có ngã ngũ như thế nào. Nhưng hỏi tôi, với tư cách là một luật sư, tôi vẫn còn đang có bằng hành nghề luật sư, tôi chỉ xin về hưu sớm là do tôi quyết định thôi. Tôi không có muốn hay thôi, nhưng mà tôi vẫn có in good standing ở tại Texas, thì tôi nhận định như là luật sư Tony Brass đã nhận định, đây là một chiêu trò dính líu về vấn đề chính trị quá nhiều. Đối thủ dùng pháp lý để mà triệt hạ thị trưởng sân thao của Oakland và lôi ông David Dương, con trai của ông, và công ty California West Solutions vào. Muốn xem hồ sơ từ sự đóng góp năm 2020, khi ấy bà sân thao mới là nghị viên thôi, chưa có tranh cử vào năm 2022. Hiểu được cách làm việc của nước Mỹ thì không có đơn giản chút nào, thưa quý khán giả. Họ cũng dơ bẩn lắm. Nên hôm nay tôi cũng xin chia sẻ những nỗi lo âu của gia đình ông bà David Dương và con trai của ông David Dương. Tôi cũng xin chia sẻ những nỗi lo âu của chị Phương Huỳnh. Chị là một người bạn tốt ở trong Việt Nam này. Tôi biết rằng có những người không ưa California West Solution, có người thương người ghét, nhưng tôi muốn có sự công tâm khi mà trình bày góc nhìn, và tôi xin dựa vào một luật sư nổi danh ở bên Mỹ, ở Bắc California, đó là tổ hợp luật sư Tony Brass, để cho thấy rằng chuyện này quả thật dính líu đến vấn đề dùng pháp lý để triệt hạ đối phương trong vấn đề chính trị nhiều hơn là vấn đề pháp lý. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.